Xin chào tất cả quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKMX Trần Thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Hiện tại Trọng Thơ đang di chuyển trên trục đường D1 rộng 50m và kết nối từ giai đoạn 1 450 hectare qua quốc lộ 14, qua giai đoạn 2 và qua 3 trung tâm thương mại giao nhau với đường mòn Hồ Chí Minh, kết nối rang công nghiệp 2.000 hectare tại giai đoạn 3 của BKMX Trần Thành Bình Phước. Và khu vực của Trọng Thơ đang quay đây là dãy nhà phố thương mại thiết kế 1 trệt 2 lầu được BKMX xây dựng đồng loạt tại trục đường D1. Và trước mắt chúng ta là khu công nghiệp BKMX 311 hectare đã đi vào hoạt động hơn 2 năm nay và hiện tại đã có gần 30 nhà máy đang lao động. Và công nhân lao động ở đây là 30.000 công nhân đang lao động và sinh sống tại khu công nghiệp BKMX Trân Thành giai đoạn 1 nha cả nhà. Hiện tại Trọng Thơ đang phân phối đất nền tái định cư BKMX với diện tích 5x25, 5x30, thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Tiền buôn bán kinh doanh được ngay nằm trên trục đường nhựa 16m nha cả nhà. Và từ vị trí của Trọng Thơ di chuyển ra trục đường quốc lộ 14 chỉ có 200m. 200m chúng ta đã có đầy đủ tiện ích như chợ Minh Thành, bệnh viện Hành Mỹ Sài Gòn, Bách Hóa Xanh Minh Thành, 3 trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành hiện hữu hơn 10 năm nay. Và ngay trong khu công nghiệp BKMX Trân Thành giai đoạn 1 này đã cho vào hoạt động trường mầm non Sơn Ca trong chi tiết 1/500 của BKMX. Và hiện tại giá đất ở khu vực Trọng Thơ đang phân phối chỉ có 8 triệu trên 1m2 và thổ cư 100% và xây dựng được ngay sau khi công chứng. Hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại hotline 0962 854 858 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất, đắc địa nhất, xin lợi nhuận nhanh nhất tại BKMX Trân Thành. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất.